Khoảng 21 giờ ngày 7 tháng 7 năm 2019, đội tuần tra cảnh sát giao thông khi đang tuần tra ở Mường Kim, Than Uyên đã lấy dùi cui vụt vào một bé gái và một cậu thanh niên đang điều khiển xe máy đi trên đường quốc lộ 32, khiến cho đứa trẻ bị tổn thương, mắt bị hỏng một bên và tay một ngón ba bị cụt. Giải quyết hộ em cái món này vậy. Mong anh em cùng chia sẻ để cho cơ quan chức năng sớm vào cuộc để làm rõ vụ này. Em xin lỗi luôn, nhưng mà nếu mà không phải thực tế này, em rất tử tế, rất đàng hoàng luôn. Em có ghi âm luôn. Ngày mai em hỏi trực tiếp nó mà có cái luật xong là cứ vụt nhau đánh người này không? Đã ai dừng anh? Ai dừng xong đánh anh? Các anh ấy vẫy xong lại anh tự nhiên lại vụt nhau như thế. Không ai vụt ai cả. Dừng nhau được. Không ai vụt ai cả. Tưởng cướp đi chứ. Bao nhiêu người đây? Còn tôi nói này. Này, ai làm chứng thì cứ mang người vào đây. Đây chứng cứ rõ ràng, đấy còn cái gì nữa? Có cái gì? Thế anh lấy cái gì làm chứng cứ là không phải anh vụt? Đấy, anh nhìn gậy ra tất cả một cái, anh cũng làm đứng ra đàng hoàng như thế. Em bỏ hai gậy kia một cái. Đừng nói nhá. Em là người điều khiển xe sao em không nói nhỉ? Mày đấy cơ, cho mày không được nói à? Tôi nói chị này, chị ăn nói đàng hoàng thực tế vào. Chúng tôi rất thực tế, nếu mà các anh thực tế với chúng tôi nhá. Chúng tôi rất thực tế luôn. Sao lại vụt nhau như thế này? Anh băng bó hộ em với. Này, máu chảy như thế này mà các anh đứng như thế được á? Kể cả không phải các anh nhé, thì các anh cũng phải có trách nhiệm chứ. Trách nhiệm của nhà đưa đi vào viện nhá. Thế ai vụt ra mà đưa vào viện? Ai vụt nhau như thế? Có luật nào vụt nhau thế không? Các anh làm nhiệm vụ. Các anh làm nhiệm vụ mà các anh vụt nhau như thế, các anh đánh nhau như thế à? Các anh mãi tụt nhau à? Xong đánh đập nhau như thế à? Mày không, mày tôi sẽ hỏi trực tiếp với ông lẩu xem có cái luật nào mà đánh người này không? Tôi nói cái luật nào bên bộ giao thông đánh người này không ạ? Tôi nói với anh đàng hoàng thực tế đấy, anh để tôi nói hết. Anh cứ nói đi. Cái việc anh bảo là anh em tôi làm thì việc đấy, anh cứ nói nhá. Vâng vâng, em ghi âm hết tất cả, em nói sai thì em chịu trách nhiệm hoàn toàn. Đi đâu về đây tự nguyên quay ra bảo công an vớ vẩn. Xin lỗi anh nha, anh vụt chúng em ngã đây thì chết cả đống, nhưng mà không ngã. Không về đến nhà nhá, máu chảy như thế này rồi em chú em quay lại thì lại tự dưng là không nhận. Em lại bảo là công an đến thì không phải đây à? Chẳng lẽ tự nhiên người ta đi ngã ở ngoài kia người ta tự dưng lại ra nói oan với mấy anh à? Thì anh gia đình là cứ mang đưa cháu về vào viện nhá. Anh chở vào viện luôn, em giao luôn cho anh. Cái xe của em thiếu giấy tờ thì em giao luôn cho mấy anh luôn. Giao cái này đi, anh vào viện đi. Giải quyết giúp em luôn đi anh ơi. Không biết đi đâu về đây bỏ. Không biết là gì không biết. Mày lượt đến con này thì mày chắc. Cái luật chơi của mấy anh em rất hiểu luôn. Thế vào. Anh em tôi làm từ nãy giờ ở đây chưa có một trường hợp nào nhá. Tao về nhá, tao lấy con nhỏ mà sống không sống đời năm mà anh. Đừng có nói tao với mày. Nếu mà tao sống đời mày không thế mà mình đánh nó thế mà tao bia. Có đánh của cái này chứ. Đừng ăn nói đừng hòa đồng hòa thế rồi nhá. Cái cháu bé này ở đằng trước, nghĩa là chúng cháu bé này với chúng bà già này. Này anh em thôi này, ông gọi cho công an xã về xuống để việc đấy. Tự nguyên vu oan giáo họa này. Anh em làm đây. Vu oan. Nói vậy mà cũng nói được đấy. Tự nhiên tại sao người ta lại ra nói với mấy anh ạ? Chả có gì gọi là oan cả. Một con mình tự mình đây, ngày mai nếu mà không có từ gì hết, các bác phải chịu trách nhiệm về cái hành động của mình. Chịu trách nhiệm hành động của mình. Đi đâu tự nguyên quay lại đây. Không có quay lại gì hết, vừa mới đi đây mấy anh vụt nhau như thế mà bây giờ lại không nhận. Tôi sẽ phát trực tiếp và tất cả mọi người biết đó là hành động của mấy anh quan Than Uyên như thế nào. Còn tôi nói này, việc của các anh quay nhá, anh em không cấm, việc người dân giám sát không cấm. Nhưng ngược lại, cái hình ảnh ấy mà tôi nói anh này, sự việc chưa được làm sáng tỏ nhá, mà anh tự nguyên anh đưa lên mạng này bôi xấu để xúc phạm danh dự của anh em tôi, anh phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. Tôi nói sẵn sàng chịu trách nhiệm với cái hành động của mình, ngược lại mấy anh cũng phải chịu trách nhiệm về hành động của mình. Tôi sai tôi chịu nhá. Nếu mà ngã ở đây ấy, thì chết cả đống đây rồi. Mấy anh cứ vụt nhau như vậy đi, xem có luật nào cho phép các anh vụt nhau như vậy không? Các bạn là con tú ở lại đi nhá. Thằng này nè, mày xanh nhá. Các bạn là con tú nhá.
đập vào đầu chết con người ta luôn thì làm nào? Mặt mũi như thế này mà còn xem được cái mình còn không nhận được à? Ngón tay cái rồi cái kiểu cụt hết thế này. Thôi anh tên là gì? Ở bà nào? Tôi không phải trình bày tên tuổi của tôi làm gì cả. Tôi không phải trình bày, tôi là người ở đây. Anh họ tên là gì? Nhà ở bà nào? Tôi không phải trình bày với anh. Không phải trình bày gì? Anh phải nhận đó là cái này của tôi giao luôn cho anh nhá. Này, không có thì đi ra ngoài để anh em tôi làm việc cái nhá. Cái xe kia ấy, nó mà có sai sót gì ấy, mấy anh kiểm tra gì sai sót ấy, tôi xin giao luôn cho mấy anh. Tôi đã ra điều hiệu lệnh tôi đã dừng đâu mà bảo tôi kiểm tra, tôi anh giao cho tôi. Mà anh vụt như thế, ai vụt cánh? Tôi không thể, tôi có thể chịu trách nhiệm về cậu này, bằng chứng cậu này chạy, trốn tránh. Tôi chịu trách nhiệm về điều đó, nhưng mà anh phải chịu trách nhiệm về tôi với vấn đề này. Cái tôi chưa kiểm tra ngay, nhá. Anh tự nguyên, anh đi đến đâu, anh quay về đây, anh bảo là anh em có đám, anh bảo là chúng tôi rụt đó. Sẽ đấu giá, mới qua đây một phát. Ra đây, qua ngày này. Bao nhiêu người qua một gì? Có một phút nhưng mà thế sao bao nhiêu người qua một gì? Anh tại sao bao nhiêu người qua một gì? Anh ơi, anh vụt con của người ta như này mà anh còn như thế được à? Anh bằng chứng không vụt đâu. Thế anh có bằng chứng gì để chứng minh anh không vụt không? Đây nó không vụt, tôi đứng đây tôi làm gì? Tên bao nhiêu người ở đây xe đây chở đâu? Ba người. Đây là ông đang điều khiển xe máy không bằng chứng được à? Thì cứ về với đơn thôi, có gì đâu. Chúng tôi sẵn sàng cũng được viết đơn. Anh cứ viết đơn cho họ nào thì anh uống nhé. Nói này, tôi không biết. Là đều chấp hành. Về anh cứ viết đơn gì cả. Ai sai người chịu. Tôi nói rõ này. Được chưa, tôi đã trả lời với anh rõ ràng chưa? Anh cứ viết đơn từ kiện cáo nhá. Anh em tôi làm đây. Chúng tôi sẵn sàng chúng tôi kiện cáo về cái hành động của mấy anh. Anh cứ kiện. Nếu mà có luật lệ mà sẵn sàng vụt nhau như thế này, như kiểu đi bắt tội phạm ma túy này, chúng tôi sẵn sàng tôi chịu trách nhiệm. Hả? Tôi có dừng anh ra hiệu lệnh dừng. Anh ra hiệu lệnh dừng. Nhưng mà cậu này, cậu này trốn tránh. Tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm về cậu này trốn tránh. Thế tại sao lại phải chạy? Buôn bán ma túy là hay làm gì? Tôi biết đó là mấy anh là tôi đang ví dụ. Tôi đang ví dụ là tôi có dừng hay không? Tôi không dừng đúng không? Không dừng sao lại vụt? Thế nên anh không khỏi cổ khỏi đúng không? Cứ thế mà vụt là. Cứ thế mà lại đúng rồi. Không ai vụt ra. Cái này là thế. Cái này là. Tại có sao? Dạ, 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 dạ. Ồ, à tụi chị tụi lo đi luôn. Tao chim bên ta. Ta đi cái chứ. Ồ, thôi được sao? Thế thế đâu. Ta cái. Thế nào? Ta thế này. Tính tính thấy tèo bên đó hò. Tính ở một thế kỷ chả tao hỏi tính hả? Ồ, tụi chị tụi lo đi luôn. Tụi nó tao có chơi luôn. Sao tụi tên nó luôn. Ồ, một tên nó luôn. 你这个啥人家就说还吧，嘿，睡觉你说能爱人，穷个特呀，穷发了。Tôi mong rằng tất cả anh em chúng ta hãy cùng nhau đăng ký ở phía dưới và chia sẻ cái video này cho tất cả các trang mạng xã hội, các trang mạng Facebook và YouTube để cho tất cả mọi người đều biết đó là cái hành động vô trách nhiệm của các chiến sĩ khi đang làm việc, đó là dùng vũ lực để làm việc chứ không phải dùng luật để làm việc. Và từ đây tôi gặp ai tôi cũng sẽ dùng vũ lực để đánh. Chứ còn gì nữa, không cần gọi, nói rồi. Nói gì? Có hình ảnh đấy sợ gì, nói rồi lúc này đi nói rồi.